bắt đầu bước vào trận đấu mc tuyên bố dưới sự đồng ý của ban giám hiệu thì vòng đấu này sẽ là vòng chung kết luôn sau đó mc mời bạch dịch và nhược hy cùng tiến lên sân khấu nhược hy khiêu chiến bạch dịch rằng cuối cùng cả hai cũng có thể đánh với nhau một trận phân thắng bại lần này tôi tuyệt đối không nhường cậu nữa đâu bạch dịch cũng chẳng chịu thiệt cậu đáp chẳng phải chỉ là lần thi đấu trước cướp mất hạng nhất của cậu thôi sao gì mà căng dữ vậy bà nội mc vừa dứt lời bắt đầu trận đấu thì nhược hy cắm đầu cắm cổ lao vù vù tóc bay như vũ bão một đấm đầu tiên của cô sượt qua mặt của bạch dịch đây như một đòn cảnh cáo cậu bạch dịch bắt đầu đổ mồ hôi hột nhiều khi không tin là cậu ta có thể tránh được cú đấm sấm sét đó cô tiếp tục dùng chân sút thẳng vào cuộc sống lưng của cậu ăn một đòn khiến bạch dịch nằm ở thế bị động không kịp đánh trả được cái nào cậu nghĩ tiềm lực cấp sss đúng là không thể đuổi kịp chỉ riêng sự cách biệt về thuộc tính thôi trừ khi chiêu nhan sắc có lý có tác dụng nhìn xuống thềm võ đài ai ai cũng đều hô nữ thần nhược hy xung quanh mục tiêu quyết định hiệu lực có 10 người thì có đến tận 8 người đều cho rằng nhược hy đẹp hơn đúng là éo biết dùng chiêu gì lúc này hu hu nhược hy thấy bạch dịch không ra chiêu khinh cậu chỉ có chút trình độ liều tiều này thôi sao bạch dịch nghe có vẻ cay cú cậu bắt đầu cúi khom người xuống một luồng gió mạnh bao trùm xung quanh cậu lập tức rút gối phóng thẳng vào mặt nhược hy khiến cô hốt hoảng nhược hy xoay mình né cú sút nhảy thẳng về sau lưng cậu sau đá lấy đà giơ tay đập thẳng vào gáy cậu thế là bạch dịch bị ăn một đòn khuỵch xuống đất cậu thở dài nghĩ xem ra không dùng chiêu này thì không thể thắng nổi nghĩ rồi cậu quay sang nói với nhược hy là sẽ dốc hết sức mình để thắng trận này chưa kịp dùng chiêu thì nhược hy đã rút kiếm dơ thẳng lên trời chỉ tay lên trời hận đời vô đối lập tức xung quanh là các thần khí kéo hết mây đen xám xịt tụ tập lại nơi này nhược hy nghiến răng rồi xông thẳng về phía trước với cây kiếm sắc lẹm phát ra thần khí bạch dịch trợn tròn mắt cách duy nhất mà cậu làm là nhảy thẳng sau chỗ khác tránh nhát dao đó chém đứt cổ cậu lập tức nhược khi lại chém một dao vào người cậu nhưng ba hồn bảy vía cậu đã né được bạch dịch chợt nghĩ về kỹ năng của nhược khi có khả năng làm tê liệt rất mạnh nếu như tiếp xúc trực tiếp thì cả người sẽ bị tê dại nên cứ lao đến là ông mày trốn nhược khi tức tối hỏi bạch dịch chỉ biết trốn như rùa thế à cô tuyên bố chiêu tiếp theo sẽ không để cậu trốn nổi khỏi tay cô nhược khi lại giơ thẳng kiếm lên trời như gọi mây mưa bão bùng tới thần khí phát ra từ thanh kiếm quả thực rất mạnh tất cả mọi người xem xung quanh không khỏi trầm trồ đây là đang dùng kỹ năng hoàng kim ư chắc kỹ năng này khủng bố lắm nên khán giả và mc có vẻ rất bất ngờ mc nói tiếp đây có thể là trận chiến sẽ ghi vào kỷ lục liệu bạch dịch có đỡ được quả này không đây bạch dịch nghĩ không thể cứ trốn tránh được mãi thần khí xung quanh kiếm của nhược hy đã hóa thành rồng xanh gầm rú đây được gọi là kỹ năng hoàng kim lôi long thiểm con rồng hà họng chuẩn bị nuốt chọn bạch dịch thì cậu đọc chú người đâu hộ giá lập tức một thanh niên bay từ thềm võ đài lên thanh niên bị thần chú làm dịch chuyển đã che người chắn đòn trước mặt rồng xanh hắn ta sợ hãi hét lên quãi trưởng đậu xanh rau mé thì ra người số nhỏ này chính là anh mc của chương trình đúng là châu bò đấm nhau lợn gà chết trước mắt khán giả chỉ xảy ra một tiếng nổ lớn các thần khí va chạm vào nhau tỏa ra một màu cam và trắng như pháo hoa đêm giao thừa ai nấy cũng đều phán là bạch dịch thua trận này rồi đây đúng là thiên tài đỉnh cấp một khán giả phát hiện ra gì đó bảo mọi người nhìn xem trước mắt mọi người là anh mc xấu số đang nằm nát bét dưới sàn xung quanh khói bay mù mịt còn bạch dịch thì động viên người anh em đỡ đỡ đòn hộ mình đã vất vả rồi nghỉ tí đi tí gọi tiếp thầy giáo thông báo cuộc thi vẫn tiếp tục không ai phạm quy Nhược khi bảo tiểu dịch nhận thua đi cho nhanh nhà còn bao việc bạch dịch cười nham hiểm đáp mong rằng cậu đừng hối hận cậu nhắc nhở giờ cậu sẽ dốc hết sức nên hãy cẩn thận Nhược khi có chút thắc mắc cuối cùng cậu cũng đã nghiêm túc rồi sao nhưng rất tiếc cậu sắp thua rồi chị mèo hồng ở dưới quan sát trận đấu có vẻ nhẹ lòng nghĩ đã nhìn chúng người khiến bạch dịch phải thua cuộc nhiều khi lúc này biến mất toàn thân đã biến thành cơn lốc ha sa ghi lao đến với khí thế ngút trời bạch dịch nghĩ nếu cứ thế này sẽ bị kỹ năng của nhược khi đánh chúng lúc đấy toàn thân lập tức tê dại không để cậu suy nghĩ lâu Nhược khi đã xuất hiện ngay sát người cậu tính ra đòn kết liễu, đương nhiên bạch dịch lại dùng người đâu hộ giá. Có lẽ nhược khi sợ sẽ làm liên lụy thêm người ở dưới nên chững lại không tấn công. Thấy nhược khi bị mất tập trung, bạch dịch tranh thủ đấm cô một cái làm đầu cô từ đằng trước quay về đằng sau, thân thể bắn ra vài mét. Tiểu dịch khuyên nóc nhà của mình thôi nhận thua đi, cậu không phải đối thủ của tôi đâu. Nhược khi nghe vậy tức hai cái nồng ngực lắm rồi, cô liền lao tới muốn đánh thằng mất dị đời mình tiếp. Nam chính vẫn đứng im tại chỗ, vậy thì đắc tội rồi. Sau đó đọc chú người đâu hộ giá chiêu thức đã triệu hồi nhược hy đến ngay trước mặt khiến cô bị khóa cử động 3 giây trên tay cục gạch thân thương nam chính ghé tai khuyên nóc nhà của mình nhận thua thôi chứ anh đây cho viên gạch vào đầu thì thế giới mất đi một mỹ nhân đó em đau một thì tôi đau mười cực không đành nhược khi không thể cử động nổi đành hét lên nhận thua mc bất ngờ thông báo trận đấu kết thúc vì tô nhược hy đã nhận thua thấy tình huống vậy khán giả bất ngờ quãi ỏ há hốc mồm éo dám tin vào sự thật phán vãi cớt bạch dịch thắng rồi á thắng thiên tài đúng là một lịch sử của tạo hóa đến cả con chó còn éo thể tin vào mắt nó. Chị mèo hồng được phen tức ẻ chỉ biết ấm ức đấm vào cây hét toáng, đáng ghét, không ngờ bạch dịch lại thắng, tức quái hỏ. Thầy hiệu trưởng trực tiếp lên võ đài, cầm tay bạch dịch tuyên bố quán quân cuộc thi tân sinh viên năm nay chính là bạch dịch. Nói rồi thầy đưa mic cho bạch dịch để cậu phát biểu vài điều giải đáp thắc mắc của khán giả. Bạch dịch giật bắn mình vì chưa kịp chuẩn bị và cũng chả biết nói gì. Thầy hiệu trưởng năn nỉ cậu phát biểu đi sẽ thưởng cho 100 điểm, cậu nghĩ dưới kia có đứa nợ mình 4.000 điểm, 100 điểm si như gì. Bạch Dịch cố tình thương lượng 1000 điểm thì khai, chịu thì chịu không chịu thì chịu, thầy ra giá 300 điểm. Bạch Dịch vừa mở mồm nói bốn, thầy lập tức chặn họng chốt kèo luôn, ô sờ kê vậy thì 400 he he. Bạch Dịch bắt đầu đứng trình bày, trọng tài và nhược khi có thể xuất hiện trước mặt tôi là bởi vì kỹ năng của tôi có thể tiến hành cưỡng chế triệu hoán. Thầy hỏi lại, thật sự như vậy sao? Đây là kỹ năng có thẩm chất gì vậy? Bạch Dịch đương nhiên không nói rồi, đó là bí mật, về bí mật then chốt thì là lại là một cái giá tiền khác he he. Hiệu trưởng NGGHE vậy cũng chẳng thắc mắc nữa mà liền tuyên bố, vậy thì cuộc thi tân sinh viên lần này sẽ kết thúc tại đây, tiếp theo là màn lựa chọn học viện. Vâng éo còn cuộc thương lượng nào cho Bạch Dịch cả. Hiệu trưởng lêu lêu Bạch Dịch nghĩ cậu có thể làm gì được tôi sao, tại phòng nghỉ ngơi trường học. Bạch Dịch hỏi nhược hy tính chọn học viện nào, cô nghĩ nếu như không ngoài ý muốn thì sẽ chọn học viện đầu kỹ. Bỗng ở đâu xuất hiện bốn vị viện trưởng của bốn học viện lớn? Thầy áo đỏ đến nói với Nhược Hy rằng vừa rồi họ đã bàn bạc cùng nhau về chỉ số hạng mục của Nhược Hy rất thích hợp với học viện đấu kỹ của thầy. Nếu em chọn học viện đó thì đích thân thầy sẽ chỉ dạy cô. Còn Bạch Dịch thì bởi vì không thể học tập những kỹ năng thông thường nên họ thấy cậu thích hợp với học viện võ đấu hoặc học viện nghiên cứu kỹ năng, hỏi cậu muốn chọn cái nào. Bạch Dịch ôm đầu đáp, em cũng không có ý kiến gì cả tại em cũng không biết hai học viện này thế nào. Gọi viện trưởng hai học viện được nêu tên vừa rồi quay sang lườm nhau. Viện trưởng học viện võ đấu nói, nếu em chọn võ đấu, tôi sẽ đích thân chỉ dạy em biến em thành một cao thủ võ lâm hơn nữa tất cả các thể thuật em đều có thể học thoải mái bạch dịch có vẻ hào hứng hỏi vậy cả những thể thuật cao cấp cũng có thể học đúng không tất nhiên chỉ cần em muốn hay không thôi bạch dịch nghĩ mặc dù thể thuật cao cấp cũng ngon ấy nhưng ngon thôi chưa đủ cậu quay sang hỏi vị viện trưởng trường còn lại có ý kiến gì không viện trưởng nói không có gì tốt có thể cho bạn học bạch dịch được nhưng nếu em không chê thì tôi có thể làm trợ lý nghiên cứu của em Viện trưởng võ đấu nghe được liền tức giận bảo viện trưởng nghiên cứu quá đáng. Bên nghiên cứu cho rằng chuyện này được hiệu trưởng ở đây đồng ý rồi chứ tôi không tùy tiện đưa ra điều kiện đâu. Bạch dịch chen ngang hỏi nếu vậy thì viện trưởng Diệp bỗng bên võ đấu cắt ngang lời bạch dịch nói nếu như em đến học viện võ đấu tôi cũng sẽ để em leo lên làm trợ giảng luôn. Còn bên nghiên cứu thì chửi bên võ đấu chơi chiến thuật hèn hạ. Viện trưởng đấu kỹ thấy cãi nhau này lửa cũng nổi lòng tham muốn kéo bạch dịch về phía mình. Thế là cả ba lao vào giành giật nhau như mấy thằng cu ở xóm của sắn giành ăn bạch dịch can mãi không được liền quát lên giờ cậu sẽ phát biểu đôi lời như sau các thầy cô đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng hòa khí em có cách này chỉ có trẻ con mới phải chọn thân là một thiên tài em muốn hết vậy quyết định là bạch dịch sẽ đến học ở mỗi học viện một tuần tất cả ba vị đều đồng ý chốt ý kiến này bạch dịch thế là giữ hòa khí được ba bên theo đúng ý cậu viện trưởng phó trước còn chưa về vị này vỗ vai bạch dịch đòi bàn chuyện của chúng ta bạch dịch hỏi cô ấy có chuyện gì muốn nói Cô hỏi Bạch Dịch là cậu và các bạn đã thức tỉnh chức nghiệp phụ chưa? Tất cả mọi người đều trả lời đã thức tỉnh rồi. Nghe xong, viện trưởng giật mình về chức nghiệp phụ giám định cấp cao của Bạch Dịch. Viện trưởng bảo Bạch Dịch và Đồ Đinh chút nữa sẽ nói sâu hơn với hai cậu. Cô nhắc nhở khi mau sử dụng sổ phó chức của mình đi. Nhược khi tuân lệnh rồi mở hệ thống chuẩn bị sử dụng. Có ba chức nghiệp phụ đã hiện lên là thợ rèn, thợ may và huấn luyện viên. Viện trưởng hẹn nhược khi tối nay có thể theo cô ấy học tập luôn. Viện trưởng nói tiếp tôi cũng có thể sắp xếp cho đại tiên một viện phó có chức nghiệp là đầu bếp để dạy em phối chế còn về bạch dịch thì tiểu dịch xua xua tay dạ thôi em không cần phải dạy đâu nếu có thể thì cho em một vài trang bị chưa giám định là được rồi viện trưởng đồng ý nhưng tôi muốn báo cáo chi tiết về kỹ năng chức nghiệp phụ của em bạch dịch liền ô sờ tô kê ngay khung thành vấn đề buổi trưa đến ở phòng của bạch dịch cậu đang nằm say sưa cùng cái em chân dài trong mờ điện thoại thông báo ví điểm số được nhận 500 điểm bạch dịch giật mình ngồi phát dậy bạch dịch ngồi dậy đọc tin nhắn và nghĩ đây là điểm mà hiệu trưởng chuyển cho lúc cá cược trên võ đài còn bốn nghìn điểm của người kia không biết bao giờ mới chuyển về ví đang đọc thì có tiếng gõ cửa dưới tầng cậu chạy xuống nhà xem ai thì hóa ra bà chị mèo hồng bạch dịch nghiêm giọng hỏi chị là ai mèo hồng nói tôi là bố của cậu bạch dịch nhân nhở hỏi tiếp bố là ai mèo hồng cũng hớn hở bố là tôi sau đó bạch dịch mở cửa bảo con gái ngoan vào đi mèo hồng cay cú má mày tao tức chớt bạch dịch thong thả ngồi xuống ghế hỏi về chuyện cá cược điểm giả Mèo hồng tỏ vẻ quyến rũ bảo cậu ấy xem dáng vẻ sốt ruột của cậu đi, chẳng lẽ cậu nhìn thấy tôi thì chỉ muốn hỏi về điểm số thôi sao? Bạch Dịch nghe xong phát này thở gấp như vừa chạy ma ra tông, chả lẽ đến lúc ứ ừ ử ừ rồi ư? Ừ. Mèo hồng ưỡn ẹo lại gần, đưa tay lên vuốt áo Bạch Dịch và nói, chẳng lẽ không có gì khác muốn làm à? Bạch Dịch đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác thừa nhận rằng mình cũng muốn làm chút gì đó. Sau đó mèo hồng đẩy cậu xuống ghế, vuốt tay lên cầm cậu hỏi, vậy tại sao cậu lại không muốn làm chứ? Bạch Dịch mê man hỏi, thật sự có thể sao? mèo hồng được nước lấn tới nói đương nhiên có thể rồi tay bạch dịch chuẩn bị với lên ôm cả non sông trước mặt hỏi lại là sẽ làm nhé mèo hồng gật đầu ngại ngùng rồi bạch dịch đưa tay lên bóp thẳng vào tay mèo hồng cười lớn a a a sờ thích quá đi mất tôi đã muốn sờ thử từ lâu rồi xem nó là đồ giả hay đồ thật chăng mèo hồng bất lực hỏi điều cậu muốn làm là cái này sao bạch dịch tỏ vẻ tò mò với tay xuống mông chị mèo hồng nói đương nhiên là muốn sờ thử cả cái đuôi này nữa mèo hồng bất lực vì chiêu mỹ nhân kế thất bại đành phải cầm điện thoại lên chuyển điểm cho bạch dịch trong trạng thái vừa xí hổ vừa bất lực bạch dịch nhận được điểm thì hỏi bà chị có chuyện gì cần tôi giúp thì có thể nói thẳng biểu diễn mỹ nhân kế làm chi mèo hồng bị nói chúng tim đen quay quát lại nói xem ra quả thật đã xem thường cậu rồi rồi hai người bắt đầu ngồi nghiêm túc bàn bạc mèo hồng nói trước cậu có biết tình thế của thế giới hiện giờ không bạch dịch tò mò hỏi tình thế của thế giới ư cùng biết mèo hồng bắt đầu kể thế giới này rất lớn không phải chỉ có mỗi nhân tộc mà còn có tộc dị nhân ví dụ như tộc người nửa thú như tôi đây ngoài ra trên thế giới còn tồn tại các chủng tộc khác như tộc tinh linh tộc nguyên tố và long tộc mà trong đó cũng chia thành tộc dị nhân thân thiết với con người và tộc dị nhân chán ghét con người tộc dị nhân chán ghét nhân loại chính là kẻ địch của nhân loại và nói chính xác hơn là của cả lam tinh này mới đúng bạch dịch hốt hoảng chỉ thẳng vào mèo hồng hỏi ủa vậy đó là chị mà mèo hồng cho rằng tộc dị nhân cũng có rít có rát mà má mèo hồng kể tiếp tộc dị nhân trời sinh vô cùng tà ác bọn họ muốn hoàn toàn chiếm lấy lam tinh nhưng đây không phải trọng điểm điều tôi muốn nói là những tộc dị nhân này phần lớn đều ở trong bí cảnh hoặc cấm địa cậu có biết những điều này không bạch dịch nói bí cảnh trong nước có rất nhiều cấm địa hình như trong nước ta cũng có hai cái một cái là cấm địa côn cô lôn còn một cái là cấm địa phong đô cách đại học thiên phủ không xa mèo hồng trả lời chuẩn men cấm địa phong đô do đại học thiên phủ quản lý hiệu trưởng tần thiên phủ chính là người bảo vệ cấm địa này bạch dịch có vẻ sợ hãi co rúm người lại bảo chờ đã không phải chị muốn tôi cùng đến cấm địa với chị đấy chứ bạch dịch đứng dậy kéo mèo hồng lên thầy cô đi và nói mau bước ra ngoài kia rẽ trái đi chậm không tiễn mèo hồng hớt hải ơ kìa cậu đừng vội từ chối chứ vẫn còn mấy tháng nuôi mới đến lần tiếp theo cấm địa mở ra mà không thèm nói nhiều bạch dịch đóng sầm cửa lại làm mèo hồng tức điên nói lợi ích của việc vào cấm địa lớn lắm đấy chẳng lẽ cậu cứ mãi làm kẻ qua đường không ai biết à bạch dịch nghe xong nghĩ cũng có lý hay là hôm nào qua xem thử bạch dịch giật bắn mình bước lên thì thấy thầy hiệu trưởng đã rót nước tự uống như nhà mình vắt chân lên và nói tôi cũng thấy lời bạn mèo hồng nói có thể suy xét xem sao bạch dịch ngớ ngẩn mẹ luôn vì không biết ổng chui vào từ đường nào run rẩy nói đại ca à thầy có biết hành động này của mình được gọi là tự ý xông vào nhà dân không hả thầy nói trường học là do đại ca mở có chỗ nào tôi không vào được bạch dịch hỏi thầy đến tìm có việc gì ông đến vì muốn tìm hiểu về kỹ năng của cậu ta bạch dịch xoa xoa hai đầu ngón tay hỏi về cái giá phải trả cho cuộc thương lượng này thầy bảo cậu cứ ra giá bạch dịch tự tin xin một viên tinh tượng thiên tinh viên này là một loại vật tư quý giá có khả năng cải thiện tiềm lực của con người mỗi tội là ở sâu trong cấm địa thầy nghe xong cũng ngớ ngẩn phụt cả nước thầy nghĩ tên nhóc này muốn cải thiện tiềm lực cấp ép của mình đây mà thầy gãi đúng vào chỗ ngứa của bạch dịch liền lôi ra một viên tinh tượng thiên tinh và yêu cầu biết về toàn bộ thông tin kỹ năng của bạch dịch bạch dịch nhìn thấy chảy cả rớt rãi bảo thầy cứ hỏi tẹt bô thầy liền hỏi có phải kỹ năng của cậu có thể tùy ý kéo bất kỳ một người nào đến trước mặt trong một không gian nhất định không bạch dịch giật mình vì mới chỉ đấu một ngày mà thầy đã nhìn ra đường đi nước bước của cậu Bạch Dịch đành gật đầu đúng vậy, cấp cao quá em chưa thử, nhưng hiện giờ trước cấp 50 thì có thể bị em kéo đến. Thầy bảo cậu hãy thử kéo thầy coi sao, Bạch Dịch giơ tay đọc chú người đâu hộ giá. Vừa đọc xong thầy lao đến trước mặt cậu, chân tay đơ cứng không thể cử động. Bạch Dịch rút kiếm ngắn nhăm nhe rủ thầy thử năng lực phòng ngự của thầy đi. Đột nhiên hiệu trưởng giơ tay hẩy ngã dưới dụi cậu xuống và đáp, vậy chi bằng chúng ta thử xem trong tình huống cậu bị tôi chế ngự thì cậu có thể thoát được hay không. Bạch Dịch cứng lời bảo thầy hỏi câu đúng chí mạng. Hiệu trưởng quay lưng đi phán, xem ra không thể làm được. Thầy cũng không để ý là đằng sau thầy cậu đã đứng dậy nhăm nhe viên gạch, bột một phát vào chính giữa đầu thầy. Thầy điên tiết khói lửa bập bùng chuẩn bị hỏa thiêu chỗ này bảo cậu lần sau đổi sang vũ khí cấp bậc kim cương rồi hãn đấm lưng cho tôi. Bạch dịch trông thầy như cường giả đế cấp khủng bố, nhưng bên toàn vẫn cố ra mình ổn, em mặc kệ, kiểm tra xong rồi thầy đưa em tinh tượng thiên tinh đi. Thầy búng viên tinh tượng lên rồi dặn dùng xong nhớ vứt đi đừng nuốt thẳng luôn. Bạch dịch vô vập lấy viên tinh lượng trong tay, bạch dịch nhìn ngắm nó, đột nhiên nó phát ra tiếng, âu xịt đúng là hàng chất lượng nếu dùng nó thì sẽ có tiềm lực cấp cao trở lên nhưng cậu phải chọn giữa tiềm lực cấp cao và thiên phú của cậu hệ thống gửi thông báo nhắc nhở cậu muốn chọn tiềm lực cao hay chọn thiên phú bạch dịch nghĩ hay là liều một fan xem biết đâu lớn ngớ với huy chương nghĩ rồi cậu vẫn không thể dùng viên tinh lượng này được tiểu dịch bảo với thầy là đành phải sống cả đời với tiềm lực cấp thấp thôi cậu giải thích là nếu dùng tinh lượng thì thiên phú của cậu sẽ bị biến mất thầy thắc mắc rằng chưa từng nghe nói đến việc này thiên phú của cậu bảo cậu thế sao Bạch Dịch nhìn thầy rồi trả lời đúng vậy. Thầy kể tiếp rằng ngày xưa từng nghe nói một vài thiên phú sẽ có linh tính, nếu nó đã nói vậy rồi thì tôi lấy lại viên tinh tượng thiên tinh này nhé. Bạch Dịch dấu phất đi đáp, "No never, cậu chợt nghĩ, mình không dùng được thì đầu đinh chắc cũng dùng được." Thầy báo năn nỉ cậu trả lại viên thiên linh, thầy sẽ đổi phần thưởng khác. Bạch Dịch hét lên, khung được, dù em có đáp cho chó thì nó cũng vẫn là của em, cho rồi không được đòi." Thầy nói dáng vẻ của Bạch Dịch lúc này đúng vô liêm sỉ, hèn hạ hệt thầy hồi còn non tơ, Bạch Dịch ra đi cửa, xòe tay tiễn thầy thầy dặn cậu hãy nhớ kỹ ở bên ngoài đừng có vênh váo sử dụng kỹ năng nhiều quá phải để cho người từng thấy nó không thể biết được cậu sẽ dùng nó để mà đối phó bạch dịch đồng ý với thầy và thầy tàng hình biến mất bạch dịch thân vãn tự hỏi không biết đến bao giờ mới có khả năng tự dịch chuyển như vậy đêm buông xuống tại phòng đầu đinh đang ngủ phì phèo bỗng có tiếng gọi đầu đinh dậy cậu lơ ngơ hỏi ai thế hóa ra là bạch dịch mang viên thiên linh đến cho đầu đinh bạch dịch hiện lên như một nàng tiên bảo cậu có khát vọng lực lượng bạch dịch hốt hền hỏi tiểu dịch diễn tuồng gì đây đầu đinh nói tiếp đương nhiên rồi ở thế giới ai mà chả mong mình trở thành một cường giả bạch dịch bắn viên thiên linh vào đầu đinh và nói cho cậu cơ hội đổi đời đầu đinh thắc mắc đây là thứ gì bạch dịch nói tinh tượng thiên linh nó tiềm lực của cậu sẽ được nâng cao đầu tròn tròn xoe mắt hỏi đây là viên tiên tượng vô cùng hiếm có trong truyền thuyết sao bạch dịch xác nhận đúng sau đó đầu đinh trả lại cho bạch và bảo tiềm lực cậu ta thấp hơn thì cậu cứ sử dụng nó đi tiềm lực tôi cấp khá là đủ rồi Bạch Dịch từ chối bảo nó không hợp với mình. Đầu Đinh cảm động muốn chạy ôm hôn Bạch Dịch, suýt chút nữa muốn làm đám cưới tại chỗ luôn. Bạch Dịch vỗ vai Đầu Đinh cảm thấy vậy thì hơi tẩm lộng, "Tôi thích mấy ẻm đào tiên cơ, cậu cứ dùng đi." Đầu Đinh lập tức cho tiên lượng vào mồm, sau đó người giật đùng đùng, mắt bỗng phát sáng, mồm há ra như yêu quái tăng sức mạnh. Đột nhiên toàn thân Đầu Đinh bùng sáng, cả người bay lơ lửng trên không. Bạch Dịch lần đầu được chứng kiến cảnh hùng vĩ thế này không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Bỗng quần áo Đầu Đinh bục toạc ra, cơ ngực nở nang mờ lem mờ lem bắp tay cuồn cuồn như muối mít gân cốt chẳng chịt bùng lụa đầu đinh nể phục và tự ngưỡng mộ nói đây chính là lực lượng của cấp cao trở lên sao đỉnh cao quá bạch dịch nhìn đầu đinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ khen đầu đinh phát sáng quá trời đầu đinh tuyên bố kể từ hôm nay ông đây chính là một anh chàng lực lượng quyến rú a ah ha 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 bên ngoài có tiếng đập cửa làm bạch dịch giật mình cậu bảo với đầu đinh là sẽ ra mở cửa nên mặc quần vào vô đi sau đó cậu ra nhòm vào lỗ cửa thì thấy nhược khi bên ngoài đang đợi bạch dịch liền mở cửa chu mỏ ra và nói đừng nói gì cả hôn tôi đã nhược khi hất mặt hắn sang một bên chỉ mắng vòn vẹn giờ cút nhược khi trong đầu đinh như cây thông noel tưởng cậu nuốt phải cái đèn led phát sáng bạch dịch bảo có gì đâu vừa cho cậu ta đung tinh tượng thiên tinh mà hiệu trưởng tặng thôi nhược khi phun hết cả coca cola đen xì vào mặt bạch dịch hỏi thật sự là tinh tượng sao bạch dịch nắm chặt lên vai nhược khi mắng yêu tôi vẫn luôn đối xử tốt với bạn bè và bạn gái đấy đồ đinh tiến lại gần và cảm ơn bạch dịch vì chức nghiệp và tiềm lực của cậu ấy đã tăng lên đáng kể Đầu đinh khoanh tay đứng xem lại hệ thống thông tin của mình và thấy tăng lên không ít. Nhược khi nói, trước ngày khai giảng còn mấy ngày nữa, hiện tại thuộc tính và tiềm lực của đầu đinh đều được đề cao, hay là hôm nay chúng ta đến tháp thiên phủ xem thử xem. Được sự chấp thuận của quan viên hai họ, Bạch Dịch liền hỏi đầu đinh có nên mời khách một bữa ăn mừng lên cấp không? Đầu đinh sướng bỏ bố, vài cái điểm giả lo nghĩ gì. Sau đó Bạch Dịch liệt kê ra hàng tấn đồ ăn như giái kiến xào su su, lông cá sấu chiên bơ, vải lợn nhúng lẩu, phao câu cá heo hấp hành, vân vân và mây mây hiệu trưởng đã đứng từ xa quan sát cả ba người thầy nghĩ bạch dịch đúng là một hạt giống tốt đang nghĩ thì một bóng tím xuất hiện sau lưng thầy hỏi thầy sao đã biết thiên phú của bạch dịch rồi lại không thử hỏi chuyện của tháp thiên phủ xem thầy cho rằng biết thì có tác dụng gì đâu nghĩ nhiều đau đầu mong rằng bạch dịch sẽ mang lại bất ngờ bóng tím nói ông nói xem liệu cậu ta có chiếm tháp thiên phỉ của mình luôn không thầy trả lời làm gì đến mức đó chỉ là tôi hơi lo về truyền thuyết đó bóng đen nhắc nhở hiệu trưởng nên lo cho hiện tại thì hơn vì chiến sự ở tiền tuyến đang rất căng thẳng Hiệu trưởng nói tiếp, thời gian còn lại cho nhân loại không còn nhiều nữa đâu. Sáng hôm sau, cả ba người đều đã có mặt tại một ngọn tháp, xung quanh được bao bọc bởi luồng huyết khí dày đặc. Đầu đinh hỏi đó có phải là tháp thiên phủ không? Sau đó cả ba người cùng xuống xe để tiện quan sát ngọn tháp và lối vào bên trong, sau khi quan sát thật kỹ thì cũng tìm ra lối để vào. Vừa vào bạch dịch đã thấy có ba thủ vệ đứng ở cửa, cấp bậc của họ cao hơn những giáo viên thông thường trong trường thiên phủ, toàn những cấp 40 trở lên. Nhiều khi tiến lại gần giải thích về những người này, họ đều là quán quân của chính phủ, chấn thủ họ được tập hợp về đây với nhiệm vụ là sàng lọc những người của tà giáo và những kẻ làm loạn đầu đinh quan cả sảnh tháp nhận xét ít cũng phải 200 người cả ba cùng xếp hàng và xuất trình thẻ sinh viên thì mới được vào tháp sau đó cảnh vệ cầm thẻ sinh viên của từng người chết qua hệ thống ở cửa khi đã hoàn tất kiểm tra cảnh vệ hỏi mọi người lần đầu đến đúng không sau khi cả ba bọn họ đều gật đầu thì cảnh vệ thông báo nếu là lần đầu vào tháp sẽ được một lần ghi danh miễn phí tiếp theo là nhắc nhở bọn họ về những quy tắc khi vào trong Thứ nhất là mỗi một người ở trong tháp thiên phủ này đều gặp phải những khí luyện khác nhau, nhưng đánh giá và phó bản vẫn sẽ đánh giá dựa theo cấp D đến SSS. Thứ hai, mỗi lần thông qua khí luyện của một tầng sẽ đều có truyền tống trận, khi vào tầng tiếp theo thì sẽ không thể rút lui giữa chừng, trừ khi là bị giết chết. Đương nhiên cái chết ở đây không phải là chết về mặt xác thịt nhưng tinh thần sẽ chịu một số tổn hại. Nếu thấy mình kém cỏi thì tự lượng sức mình, phổ biến cho cả ba về luật rừng song xuôi. Anh cảnh vệ đẹp trai trả thẻ sinh viên cho mọi người và nhắc thêm nếu vượt qua các ải thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh không chỉ có ba người bọn họ tới tham quan tháp mà còn có rất nhiều học sinh khác tới đây đang xếp hàng đợi thì bạch dịch liếc ngang dọc phát hiện ra thứ gì đó khá hay ho tiến lại gần thì thấy một hệ thống ghi lại những thông tin thí luyện của những cường giả bạch dịch đọc xong hoang mang nhất là thí luyện của người đứng đầu trong số 10 cường giả đế cấp cũng chỉ tiến hành đến tầng 48 thôi anh cảnh vệ nghe thấy cậu thắc mắc thì đến kể thêm về chuyện hiệu trưởng vũ của trường hoa hạ đã kẹt ở ải này gần một năm dường như cứ cách vài ngày là hiệu trưởng lại đến một lần anh cảnh vệ giải đáp thêm về thí luyện ở đây sẽ sắp xếp theo tiềm lực của mỗi người người có cấp bậc như hai vị hiệu trưởng đó thí luyện của bọn họ không thể vượt nổi ải 48 thì chứng tỏ các thí luyện rất khó khăn nói chuyện một lúc thì cũng đã vào được trong tháp bạch dịch đứng quan sát toàn bộ tầng triệt kỹ lưỡng nhìn ngó xung quanh một hồi cậu tỏ ra khá thắc mắc vì mọi thứ vẫn cứ là yên bình bạch dịch lập tức ngồi xuống dùng tay gõ vào nền đất không biết bao giờ thí luyện mới xuất hiện đang tìm cách để tìm thí luyện thì một tiếng nói vang lên khiến cậu hốt cả hền tiếng nói chúc mừng đã gia nhập tháp thiên phủ sau đó hỏi luôn rằng câu tiếp theo của tục ngữ không thể nhìn mặt mà bắt hình rong là cái chi bạch dịch lúc này rơi vào thế ngu ngơ lập tức hỏi ai đang nói chuyện vậy tiếng loa thông báo cậu đã đã trả lời sai bét nó còn nhắc nhở cậu nên vận dụng trí tưởng tượng của mình để chinh phục cuộc chơi nếu muốn cầm huy chương về khoe mẹ bạch dịch nghĩ trò này sẽ không chơi theo một tiêu chuẩn nào cả ví dụ không thể nói thẳng là không thể dùng cốc để đo nước biển được vậy thì thử trả lời nhố nhang xem chẳng cần nghĩ ngợi gì cậu trả lời luôn là không thể dùng thước để đo chim cu vừa dứt câu trả lời khá ngớ ngẩn và biến thái thì tiếng loa chúc mừng bạch dịch đã thông qua tầng đầu tiên và được đánh giá s cộng bu nốt thêm phần thưởng ải một là thuộc tính tự do 5 điểm điểm kỹ năng 5 điểm chưa kịp hưởng thụ hết hào quang ánh sáng thì truyền tống đã xuất hiện làm bạch dịch giật bắn mình né sang một bên tự nhận thấy có thể vượt qua một ải vô tri thế này thì cuộc chơi này chết với bố rồi bạch dịch được truyền tống dịch chuyển lên tầng thứ hai vừa lên câu hỏi đã được phát lên vua vũ điệu câm được gọi là gì méo cần suy nghĩ nhiều lập tức trả lời luôn là vua nhảy châu á tưởng không ăn mà ăn như hợi lại lần nữa thành công qua ải khiến bạch dịch không khỏi thốt lên quãi trưởng thiệt chớ thế này mà cũng bày đặt mở cuộc thì à thấy quá dễ ăn thì phải chạy ngay lên tầng 3 chinh phục tiếp vừa lên tầng 3 thì câu hỏi phát lên bong bóng trắng đánh bong bóng đen bong bóng đen nên làm gì vẫn là câu trả lời vô tri đến từ phía bạch dịch là bong bóng tỏ tình và thành công lên được tầng 4 với câu hỏi tại sao lại không thể chọc tinh tinh giận bạch dịch dõng dạc sức khoát trả lời bởi vì nó bố đời không cần nghĩ cũng biết cậu thành công vượt tầng 5 và đang ngồi trỗng trệ trên tầng 6 đặc biệt là được ghi danh vào bảng hệ thống thí luyện ở ngoài cổng. Mọi người xem bảng hệ thống đều tỏ ra rất bất ngờ về tên Bạch Dịch được ghi danh tầng 6 chỉ trong vài chục phút. Anh cảnh vệ thấy vậy lập tức chim lợn về cho hiệu trưởng Tần là Bạch Dịch đã vượt qua người đứng hạng đầu trong lịch sử. Hiện tại cứ 7 phút lại thấy vượt một tầng, phía bên kia nghe xong cũng hết sức hoang mang về năng lực có 102 này. Trở lại bên trong tháp, vèo vèo cái Bạch Dịch đã ngoi lên được tầng 10, cậu khá tò mò xem tầng này có gì hay ho hơn không. Leo lên được tầng này Bạch Dịch cũng cảm thấy toàn thân khá mất sức. Bị thở gấp và hơi choáng váng, lúc này xuất hiện một bóng đen không nhìn rõ mặt mày, mặc áo choàng che toàn bộ cơ thể đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Dịch vận dụng thiên phú toàn tri toàn năng để xem hắn ta là ai thì cũng không thể đọc được tên, thuộc tính hay gì chức nghiệp của hắn, cậu bảo hắn tính giả thần giả quỷ để chơi chiêu gì đây? Lúc này hắn mới lên tiếng khiêu chiến Bạch Dịch, bảo cậu nếu đánh được hắn thì sẽ thành công qua hải. Bạch Dịch nghĩ chẳng lẽ hắn không biết được chiêu người đâu hộ giá của mình sao, chỉ cần ở riêng hai người có thể bẻ cổ hắn rồi, không cần suy nghĩ thêm cậu cầm viên gạch chi kỷ của mình lên và chuẩn bị đọc thần chú người đâu hộ giá nhưng vừa chỉ đọc đến nửa câu thần thú thì đã bị hắn dùng thuật làm cho bất động hắn khen cậu tính toán không tồi và hắn cũng biết cậu định dùng kỹ năng để đánh lén nhưng dù gì cũng không thể thắng nổi nên hắn cho bạch dịch thêm một cơ hội lúc này hắn đã giải phong ấn bất động bạch dịch tính toán lại cách chơi của mình cậu không ngờ hắn lại biết rõ kỹ năng của mình nhưng nếu dùng một kỹ năng không có tác dụng chi bằng kết hợp hết chúng lại với nhau bạch dịch chỉ thẳng viên gạch về phía hắn và tuyên chiến sẽ dốc hết toàn lực để đối phó sau đó bạch dịch nảy ra một ý nghĩ khá điên rồ mà có lẽ hắn không thể đoán ra hắn cũng muốn thử xem xem cậu lại giở trò gì tiếp theo lập tức bạch dịch đọc chú bố ơi hộ giá hắn vẫn chỉ nghĩ chiêu này chẳng khác chiêu trước đột nhiên ông bô cao to đen hôi của cậu đã xuất hiện trước mặt hắn với giao diện xấu hổ không kém gì lần ở khu thương mại trước hết đang ẻ thì đến đang tắm nhưng may là vừa mặc được cái áo tắm không thì tòi hết cả súng tập phim kết thúc ở đây rồi mọi người ạ à. thì tên mình có để dưới mô tả nhé chuyện cũng chạm ro rồi nên chỉ đến được đây thôi cảm ơn các bạn đã xem ạ à. nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em sẵn nhé